trong gia tộc mọi người nha, chỉ cần làm duy nhất một ngôi mộ tốt nha, con cháu đã phúc lớn lắm rồi, không cần phải làm nhiều mộ. Ông này nhà ông này chi ông này này có một cái mộ đẹp, ông kia mộ đẹp đâu, ông bên lên đâu đây nha. Đây đúng, phân kim chính khí về đại xúc Ất Tỵ, Tân Tỵ và Đinh Tỵ nha, đế vượng. Thế bây giờ mọi người sẽ chốt cái gì nào? Phúc Đức ạ. Phúc Đức. Vâng. Phúc Đức là chuẩn, không phải người nào cũng có đâu. Vâng. Không phải người nào cũng lựa chọn Phúc Đức được đâu. Vâng. Đấy, nó liên quan đến từng cục đất, từng nông mạch. Vâng. Nha. Vâng. Cái nông mạch chỗ này thì mọi người sẽ hạ cho thầy từ cái mặt này này. Vâng. Từ cái mặt đất này xuống nha. Mét tư. Vâng. Mới đến nông mạch. Vâng. Tất cả những người này nha, không hề chạm đến nông mạch cả, họ lông lắm, họ chỉ đào khoảng những cái mộ kia chắc chỉ hớt qua cái này đến cái đất một tí là để thôi, xong bồi vào xây lên nha. Đây mình tính từ đây nha, đây đây đưa đây, cầm thấy cái này và cắt là 2m4. Đi ra ngoài làm việc đi, không từ từ tao coi cái. Thứ nhất nha, đây 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 là đây đây là mặt đất hiện trạng nha, đây mặt đất trạng này, chi bằng cái trực tiếp đây cho em cái này đất ở đây từ từ đã trực tiếp đứng đây gì nữa thầy ghi xong rồi thầy sẽ át chỉ đây, từ đây từ cái mặt đất hiện trạng xuống 1.4m nha, thưa còn chưa thầy chưa tính tôn lên nha, tôn lên cái này tôn lên đấy, tức là tôn lên bằng cái cốt không, ví dụ cái cốt này là em đưa lên là cái cốt không không nhá, tức là không không tức là cái cốt mặt lên như thế kia kìa, đấy ít không sao, mặt đường mặt đường đây là hiện trạng, đây là hiện trạng giống như là bên hiện trạng, tức là đây. Thế còn chúng ta đang tôn lên cái này là nó còn tùy thuộc theo cái nền mặt đường là sao nó cao lên. Thế còn từ cái mặt cốt khu không này lên đến cái mặt hoàn thiện, tức là hoàn thiện cái mộ này, tức là đây từ cái chỗ này để mọi người dễ hình dung này, từ cái chỗ này mà lên đến cái mặt này là 1m, tức là cái bộ tường à? Bộ tường vây ngoài cái chân mộ lên đấy. Đang nói cái đang nói cái mộ thầy đã nói đến cái mày ghi nhớ thằng cái đầu óc không đồng thiên luôn nữa mà. Cái tiểu nằm đây nè. Mét tư đúng không ạ? Là 1.4m. À. Sâu mà cái tư. Sâu. Thầy làm những cái mộ nó sâu 2 cái 3 cái thang. Mới đến nông mạch. Đây là cái mộ chiều ngang nhé. Thầy cũng nhắc với lại mọi người nhé. Cái diện tích này chúng ta ngang dọc rộng bao nhiêu thầy không cần biết. Trong gia tộc mọi người nhé, chỉ cần làm duy nhất một ngôi mộ tốt nha, con cháu đã phúc lớn lắm rồi, không cần phải làm nhiều mộ. Ông này nhà ông này chi ông này này có một cái mộ đẹp, ông kia mộ đẹp đâu, ví dụ bây giờ đưa bố em về đây đúng không, là ông to nhất đây đúng không, đúng rồi. Thì làm cho ông mộ ông tốt thôi. Đã chỉ là một ngôi mộ tốt là đã đẹp lắm rồi nha, gia tộc đã hưng vượng lắm rồi. Để làm ngôi mộ tốt thì đầu tiên là phải xem, nói vừa thầy xem chỗ này là chỗ có nông mạch nha, thì tí thầy xem bắt đầu xem trong khu này thì nó tụ khí chỗ nào. Bây giờ thầy mới đo trong tụ khí cái chỗ nào thì sẽ đặt ông ở chỗ đó nha, không phải là nhất thiết là trường hợp ví dụ như phải quy tập cơ thì mình mới, nhưng mà cái không gian mình có thì mình cứ tìm chỗ nào địa khí tốt nhất thì đặt duy nhất mộ ông ở đó, nghe chưa? Cái kích thước là chiều ngang làm mộ thì thầy không để đến kích thước bên ngoài mà kích thước thông thủy bên trong nha. Ví dụ đây cái tiểu đây chiều ngang đúng rồi, dài đúng không? Đúng rồi. Đây này, đây là rộng này. Còn cái này chiều sâu đúng không ạ? Chiều sâu đúng rồi. Mét tư. Dài. Đúng rồi, còn tương đương với cái mộ này chính xác là mộ mình đặt 1m67, em đặt 1m dài 1m67. 67 của em đặt nọt ở trong hay đặt bên ngoài?
đặt phủ bì ngoài cái mộ. Phủ bì thì không đúng, thầy đặt, thầy lấy ở bên trong. Không, cái này thì không liên quan đến mộ đúng không? Cái thầy đừng gì. Cái này là đào đây này. Cái đào âm ở dưới. Đây này. Đây này. Mà lại còn phần dương lên thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Đây nhá. Đây là ngang 1, 6, 6, 10 này, chiều dài này. Cái mộ này. À, còn chiều ngang nó 1m34, cho nên thầy mới nói với em là tại sao làm sao phong thủy là phải đến tận nơi các thầy xem xét kích thước như nào, xong nó thì mình hãng đặt nên xây mộ gạch đá hay là làm như nào thì mình phải đến đó mình xem thì mình mới biết được, đúng không? Nó liên quan ngôi mộ tốt không phải yếu tố là chỉ cái phần long mạch, nó liên quan đến cái thông số âm dương, là nó phải có thiên tỉnh, nó phải có cái mình gọi là cái lỗ thông thiên ấy, hay thầy gọi là thiên môn tức là cái cửa nhìn lên trời này, cái mộ. Đấy, nhiều khi các thầy đến có những cổ đất nó không có long mạch. Đấy thì phải lấy khí ở trên xuống thì phải làm cái thông thiên này hay gọi là cái thiên môn này nó phải chuẩn, cái phong thủy nó mới lấy được khí dương xuống dưới, ngôi mộ mới tốt. Đấy, cho nên em giữ làm sao các cái thông số này cho thầy đảm bảo. Vâng. Nha, tức là cái phần âm này đào rộng 1m34 và cái chiều dài là 1m66 là phần âm đào. Đúng rồi. Đúng rồi. Nha. Xong đào âm xuống, xong các em phải xây bên ngoài. Đây. Các em xây bên ngoài. Không xây vào trong mộ. Ở dưới nhà các em không nên xây cái gì. Rồi. Nha. Ở dưới đào lên và nấp đất sạch xuống dưới. Tí nữa cho những cái gì thì thầy sẽ hướng dẫn vào đây. Vâng. Nha. Xong hoàn toàn là để sạch. Vâng. Chứ không được cho bất biết thứ gì, không được cho bê tông, không được xây gạch, không được đổ đáy, và cũng không được cho các cái linh thú như là kỳ lân hay tỷ hưu hay là gì đá, hay là đá thạch anh, anh không cho thạch anh. Đây, khi mà đào đến độ sâu 1m4 nhá, đúng 1m4 nhá, em đặt tiểu ông xuống. Đâu. Xong em cho thầy đây, thứ nhất này, đây đây đang đây. Thầy ghi rất chi tiết cho anh em. Đây là cái phần phần 1 này, đây là 1 này. 1 là cho cái tiền đinh vàng. Vàng này, này vàng hoa. Toàn xu đúng không thầy nhỉ? Đúng rồi. Đinh xu vàng đấy. Rồi. Đinh xu là ở đây có được thầy chỉ em biết. Đinh xu vàng bạc này và mua khoảng 3 kg hoa hồi. Hoa hồi nó phải có cái đồ cho riêng cái tiểu, các em đừng cho linh tinh, cho linh tinh nó chỉ hỏng cái mộ đi. Vâng. Em rắc hết vào đây nha, rắc hết xuống dưới cái phần này. Không bằng cái tiểu thôi, bằng cái tiểu. Tức là đây nha, khi em đặt cái tiểu xuống đây nha, xong rắc hết cái thứ này xuống đây, đặt tiểu xuống nha. Vâng. Đào đủ độ sâu 1m4 này. Vâng. Đặt tiểu xuống đây, rắc tất cả những cái thứ này vào xuống đây. Nhưng mà cái đáy xong. Tiểu nó có làm bê tông luôn không? Không làm đáy hả? Tóm lại thầy nói là các em nghe kỹ, từ đây này lên đến đây là không có cho, lên tận đây là không có cho bất biết một thứ gì bê tông, tường cũng không xây gạch nhá. Vâng. Để nguyên tự nhiên nó mới thông thủy khí ở dưới nó mới vào. Vâng. Nha. Xong các em đắp đất, tức là cho hết cái thứ này này. Xong lấy đất sạch nhé. Vâng. Có thể cái đất này nếu mà nó là đất sạch mà đất này mà không có cái nồi mới cũng được em. Đất này cũng đất sạch chỗ nào bên này là. Tóm lại là các em cho đất sạch vào. Đất này đất mới tinh. Nha. Xong đó là em nước thứ hai này, em cho thấy cái này. Đấy, hai này là 1 kg tín hương. Tín hương. 1 kg thần sa. Thần sa. Đấy, 5 kg gạo nếp. Cái gạo nếp mình nấu sôi đi. Rồi. Nhưng mà để cái gạo đừng nấu sôi nhé.